Công ty Bayer Việt Nam và Bệnh viện Nhân dân Gia định Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký kết hợp tác tăng cường các hoạt động cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch, ung thư, nhiễm khuẩn và chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Thời gian tới, với nguồn lực bổ sung và sự đồng hành từ Bayer Việt Nam, Bệnh viện Nhân dân Gia định sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chương trình đào tạo y khoa, liên tục cập nhật kiến thức, thông tin y khoa về chẩn đoán và điều trị dành cho các nhân viên y tế, đặc biệt trong các lĩnh vực điều trị, bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa, tập trung vào tăng huyết áp, đột quỵ, bệnh lý huyết khối. Việc hợp tác này thì dựa trên mục đích là khoa học là chủ yếu. Chúng tôi có thể thực hiện những cái phương pháp đào tạo thông qua việc tổ chức những buổi đào tạo liên tục hay gọi tắt là CMB. Trong đó thì sẽ cung cấp những kiến thức đến cho người bác sĩ lâm sàng cũng như là các học viên về những vấn đề mới, những cập nhật mới của các khuyến cáo hiện hành. Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng trên toàn cầu, bây giờ rất trân trọng cơ hội được hợp tác và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Bệnh viện Nhân dân Gia định, triển khai các hoạt động thiết thực, góp phần cải thiện hiệu quả điều trị và chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo người bệnh và cộng đồng có thể tiếp cận với các thông tin khoa học chính xác và đáng tin cậy, để chủ động kiểm soát các vấn đề sức khỏe, từ đó góp phần phát triển ngành y tế Việt Nam theo hướng bền vững. Thuyên tắc tĩnh mạch, điều trị ung thư. Đặc biệt là chuỗi điều trị ung thư biểu mô tế bào gan, chẩn đoán hình ảnh trong điều trị tim mạch và ung thư. Bayer Việt Nam cũng cam kết hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác quốc tế, kết nối Bệnh viện Nhân dân Gia định với các bệnh viện, tổ chức y khoa và chuyên gia uy tín trên thế giới cũng như tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng, cập nhật các phương pháp điều trị tiến bộ, hiệu quả.